Xin chào các bạn, bây giờ câu lạc bộ Tiên Cá Tion đang ủng hộ cho tờ báo giáo dục 5 chiếc xe đạp. 5 chiếc xe đạp. Rồi bạn nào mà muốn ủng hộ thêm thì liên hệ Tion nha. Sau đó sẽ mình làm thêm một cái nhánh là thì xe đạp này mình dùng để làm gì vậy chị? Cho các em về 5 chiếc xe đạp thì tên người em đi xe cho bên xã Bình Giang. Dạ rồi, để cho mấy em học sinh nghèo đi học đúng không chị? Giúp đỡ học sinh nghèo. Dạ rồi, thì tôi vận động thêm những bạn người cá trong câu lạc bộ của chúng ta, ai mà muốn ủng hộ cho mấy em có điều kiện đi học tốt ha. Dạ. Tiên Cá Tion. Dạ. Chung tay góp sức với báo giáo dục. Dạ rồi. Cho một chuyến đi này tốt đẹp thành công. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Thành công tốt đẹp. Vậy nha. Còn Nori thì cố gắng bơi cho thật tốt nha, để mai mốt mình còn đi biểu diễn để kiếm tiền hả, quyên góp cho mấy quỹ bảo vệ thiên nhiên động vật của mình nữa đó. Được không Nori? Được rồi. Rồi hôm nay câu lạc bộ Tiên Cá Tion đang ăn tại nhà hàng Sân Mây Chay. Bên kia đã làm bí thư cảm ơn cho cái đơn vị là tài trợ này. Dạ đúng rồi. Rồi anh em nhắn địa chỉ luôn cho anh ha. Em nhắn nội dung là cái tên của bên câu lạc bộ đang diễn giải đó, rồi địa chỉ số mấy cho mấy của mấy đó. Ok. Dạ em nói luôn cho anh nghe nè. Tại vì là gia đình em cũng là trong cái câu lạc bộ này luôn, cho nên lúc đầu em ủng hộ là có ghi tên ông xã là Trần Quang Huy á. Rồi bây giờ coi như là mình bỏ cái đầu là cái hai chiếc đó. Thì bây giờ coi như là cũng là trong một cái hội câu lạc bộ luôn, là coi như tổng cộng hết là 5 chiếc. Đúng rồi, coi như mình bỏ cái đầu là hai chiếc đó ha. Alo, anh Nam đây. Dạ rồi rồi, em nhắn thì anh Nam ơi, em Quy Nam ơi. Dạ. Dạ. Gửi hai cái đi, gửi thì có một cái nha, hai ba cái đi. Trời ơi, được, gửi đi một xíu. Bây giờ em muốn giới thiệu cho anh mới mình Tion nha, để anh biết được câu lạc bộ người cá rộng hơn. Dạ em chào anh Nam, em là Tion, rất vui được nói chuyện với anh. Rồi anh Nam nghe. Dạ rồi, thì được biết là chị Bình chuyên làm ủng hộ từ thiện bên báo giáo dục á, mà chị Bình là thành viên trong câu lạc bộ Tiên Cá của em đó. Thì em muốn tất cả những bạn người cá trong câu lạc bộ của em cũng biết đến cái trang báo giáo dục của anh đang làm những cái việc từ thiện mang lại lợi ích cho cộng đồng á. Thì em đang vận động mọi người ủng hộ thêm cho trang báo giáo dục. Dạ.